Ngày 9 tháng 10, Israel cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt những kẻ xâm nhập có vũ trang từ Liban, làm dấy lên lo ngại chiến tranh có thể lan sang mặt trận mới, chỉ 2 ngày sau cuộc tấn công của các tay súng Hamas từ dải Gaza. Quân đội Israel cho biết đã huy động số lượng quân dự bị lớn chưa từng có với 300.000 người và đang áp đặt phong tỏa toàn bộ dải Gaza. Dấu hiệu cho thấy họ có thể đang lên kế hoạch tấn công Hamas bằng đường bộ. Ngoài ra, một thành viên nội các thuộc đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chính quyền Israel sẵn sàng thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc với sự tham gia của các nhà phe đối lập trong vòng vài giờ. Trong khi đó, các chiến binh Hamas được cho là vẫn đang ẩn náu ở một số địa điểm bên trong Israel, 2 ngày sau khi họ được cho sát hại hàng trăm người Israel và bắt giữ hàng chục con tin trong một cuộc đột kích đã làm lung lay danh tiếng bất khả chiến bại của quân đội Israel. Tại Gaza, nơi Hamas kiểm soát, Israel cũng đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, khiến hơn 500 người thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, Ai Cập, quốc gia từng nằm trung gian giữa Israel và Hamas trong các cuộc xung đột trong quá khứ, đã liên hệ chặt chẽ với hai bên, cố gắng ngăn chặn xung đột leo thang. Bạo lực lúc này ở Trung Đông được cho làm ảnh hưởng tới kế hoạch bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út do Mỹ khởi xướng. Một sự tái tổ chức an ninh có thể đe dọa hy vọng tự quyết của người Palestine và bao vây Iran, nước ủng hộ phong trào Hamas. Ngày 9 tháng 10, một phát ngôn viên của phong trào Hồi giáo Hamas cảnh báo rằng lực lượng này sẽ hành quyết một con tin Israel và đưa hình ảnh vụ hành quyết lên mạng mỗi khi lực lượng phòng vệ Israel, IDF, quân đội Israel tấn công không báo trước vào dân thường ở dải Gaza. Hamas đã bắt giữ một số binh sĩ và dân thường Israel từ ngày 7 tháng 10 khi các tay súng của lực lượng này xâm nhập vào các khu định cư của người Do Thái gần Gaza. Người phát ngôn của Hamas Musa Abu Mazouk nói với kênh Angad TV rằng nhóm này có trên 100 con tin, trong đó có cả các quan chức cấp cao của Israel. Một nhóm người Palestine khác là Islamic Jihad ngày 8 tháng 10 cũng tuyên bố họ giữ ít nhất 30 con tin. Trong các cuộc không kích trước đây nhằm vào Gaza, Israel đã sử dụng kỹ thuật gõ mái nhà, tức là thả những thứ không phải chất nổ lên mái nhà dân thường để cảnh báo người dân trong các tòa nhà chung cư thoát ra ngoài trước khi tòa nhà bị đánh bom. Theo chính quyền địa phương, IDF đã bỏ qua bước đó vào ngày 9 tháng 10, tiến hành một loạt cuộc tấn công vào Gaza khiến ít nhất 560 người thiệt mạng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đang có chiến tranh và cam kết sẽ trả đũa Hamas ở mức độ chưa từng có. Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm với Tổng thống Israel Isaac Herzog và một số nhà lãnh đạo Ả Rập, trong đó có Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Liban Najib Mikati, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình trong khu vực càng sớm càng tốt. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nỗ lực giải quyết xung đột giữa Israel và người Palestine ở Gaza thông qua các biện pháp quân sự sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của người dân và gây ra vòng xoáy bạo lực trong khu vực. Ankara kêu gọi cả Israel và Palestine tránh đổ máu thêm, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao để khôi phục bình tĩnh trong khu vực. Trong khi đó, mới đây, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cho hay Israel sẽ không bao giờ tha thứ cho cuộc tấn công cuối tuần qua của Hamas và sẽ mất thời gian dài để đối phó với mối đe dọa khủng bố. Theo chính quyền Israel, hơn 700 công dân Israel đã thiệt mạng kể từ hôm 7 tháng 10 khi Hamas phóng một loạt tên lửa từ Gaza vào các khu định cư Do Thái ở Israel. Quân đội Mỹ đang tăng cường các nguồn cung phòng không, đạn dược và viện trợ an ninh khác cho Israel nhằm giúp nước này ứng phó với cuộc tấn công chưa từng có của Hamas. Mỹ vẫn chưa công bố chi tiết mức độ yêu cầu hỗ trợ an ninh của Israel. Tuy nhiên, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington đã liên hệ với các tổ chức công nghiệp quốc phòng để xúc tiến các đơn đặt hàng đang chờ xử lý của Israel, đồng thời xem xét kho dự trữ của quân đội Mỹ nhằm giúp lấp đầy những khoảng trống trong kho vũ khí của Israel. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 9 tháng 10 tuyên bố Washington không có ý định triển khai quân đến Israel, đồng thời nói thêm Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ luôn đảm bảo rằng Mỹ đang bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của mình. Đồng thời tiết lộ đợt hỗ trợ an ninh bổ sung đầu tiên của Mỹ cho Israel để đối phó với các cuộc tấn công đã được triển khai vào tối cùng ngày. Trong thông cáo phát đi ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết đã chỉ thị di chuyển biên đội tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đến phía đông Địa Trung Hải gần Israel hơn. Biên đội này bao gồm tàu sân bay, một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Ngoài ra, Mỹ cũng đã thực hiện các bước để tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 và A-10.
của không quân trong khu vực. Truyền thông Nga dẫn lời đại sứ Palestine tại Nga vào cuối ngày 9 tháng 10 cho biết, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kiến sẽ tới thăm Nga. Hãng tin ABC của Nga dẫn lời đại sứ Palestine Abdel Hazid Nofan cho biết, các bên đã đạt được thỏa thuận và hai bên duy trì liên lạc hàng ngày. Ngày 9 tháng 10, theo giờ địa phương, Israel áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn dải Gaza sau cuộc tấn công chưa từng có vào cuối tuần trước của nhóm Hồi giáo Hamas khiến hàng trăm người thiệt mạng. Nga, quốc gia có quan hệ với các nước Ả Rập, Iran và Hamas cũng như với Israel, lên án bạo lực chống lại cả hai bên và cáo buộc Mỹ phớt lờ sự cần thiết của một nhà nước Palestine độc lập. Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp ông Abbas lần cuối cách đây một năm bên lề hội nghị khu vực ở Kazakhstan. Ông Abbas đến Nga lần cuối cách đây 2 năm. Forbes tuần trước thông báo Trump rời khỏi danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ lần thứ 2 trong 3 năm vì định giá tài sản của ông thấp hơn 3 tỷ đô Mỹ so với ngưỡng để đưa vào danh sách. Tin tức này được đưa ra khi Trump đang trải qua một phiên tòa xét xử gian lận dân sự ở New York với các công tố viên cáo buộc ông thổi phồng giá trị tài sản của công ty mình và lừa dối các đối tác kinh doanh. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phản ứng gay gắt chỉ trích tạp chí Forbes trên mạng xã hội.